Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình đã trở lại với các bạn ở trong một chuyến đi hái nấm rừng. Đây nè, cái chân này đây. Hơi tối nha, được vài tái á. Bây giờ mình đi hái về để bán các bạn. Bạn cùng theo dõi mình nha. Còn nấm đâu các bạn ơi. Toàn nấm mốc nè. Nấm đâu mua đấy mà xem mốc nó. Nấm đang mọc rất xưa. Đây nữa nè. Nấm này khi tế hàng có hình tròn trong cái trứng vậy, khi nó là nở ra cái này là có độc nè, nó một phát là đi bom luôn. Hàng xém nha. Hướng lặng không? Hướng lặng to. Thực mình nó không bị có quay lại được không? Thật kinh luôn. Mình định review cái đọt cầm sấu này cho các bạn xem. Thở hướng rắn. Em thử nào. Ui, ít nhà anh nguy hiểm này. Nó vừa bao bái nè. Làm ghê quá, thở chi ra. Mang rắn dạ mang thật. Măng rặng to trắng. Hai cái nấm. Rồi, giờ hãy gặp ăn. Các bạn nhìn cái nấm nè. To sớ. Nhìn ruộng. Đây. Chúng ta đọc bằng xanh thì dĩa. Đây là cái dĩa rừng nha. Nó có trái đó chứ. Cái này nằm ở cái bờ nước, cái vực nước xả sâu này, thì giữa rừng. Cái này có công dụng chữa bệnh thần nhất mà. Còn nguyên hoa đó, hoa ốc trái. Khi các bạn quay video thì tăng cả thịt to và chín rồi thì mình bạn chưa đi rừng thì chắc chắn sẽ không hình dung ra được cái trời giữa đâu. Đây là giữa rừng. Đây nè. Cái này là mời đá đó của con nụ nhỏ. Cái giữa đó nữa. Giữa. Đây. Cái này là to nhất rồi anh. Mình sẽ bè ra cho các bạn xem nè. Giữa rừng nha. Cái nào như nhộng đúc tiền bịt non quá. Có phải cái tiền bịt non đấy. Đây là, mình sẽ lên để cái liềm xẻ ra các bạn xem thử. Ok. Mà đi rừng thường đám đầy đủ lắm. Đồ dùng cụ. Đi rừng. Cắt cá thử nè. Nó cái kiểu hơi nhợt nhợt các bạn. Nhợt. Và hột nhiều lắm, toàn cả hột nè. Mỗi cái mắt như thế là một cái hột. Nhìn chẳng xa cái tìm bịt non đấy. Nó có công dụng ra để chờ bình thường nha, còn rõ hơn thì mình không biết nữa. Thôi nhìn nè, trong rừng có dấu chân của con gì á. Cả dấu chân trâu nữa nè. Có vẻ ra rất là to.
Con này phải 20-30 cân đi luộn đất luôn. Không biết là chó hay là sư tử đây. Tàu hai vậy thôi. Mình chạy đi khắp đồn nơi rồi. Chuyện đi ngày hôm nay thật sự là không may mắn cho mình. Nắm thì vẫn giống như các bạn không nhìn thấy đây. Được chưa, tới 10 tay nữa. Bây giờ thì mình phải về thôi, làm việc khác nữa. Hôm nay đi nắm thì chẳng có gì cả. Chắc lại đói rồi. Thôi mình xin kết thúc video tại luôn nha. Các bạn nhớ ủng hộ cho mình để mình có động lực ra những video tốt và hay hơn nhé. Nhớ nhé. Bye bye. Chờ xe về nè.